Bây giờ là bài 107, tương ứng với phần 11, bài 30, quyển 2, giáo trình Hán ngữ phiên bản mới. 第107天. Đây là bài cuối cùng của quyển 2. Đầu tiên hãy nói, anh cũng luyện chút đi, nguyên văn là, anh cũng đến luyện chút đi. 你也来练练吧. Bây giờ là từ bắt buộc phải, bắt buộc. 必须, 必, 必, 须, 须, 必须, 必须. Bắt buộc mỗi ngày đều luyện tập. 必须每天都练习. Bì xuy mấy thiên đô liền xí. Bắt buộc 5 giờ ngủ dậy. Bì xuy ú điến chỉ chóng. Bì xuy ú điến chỉ chóng. Bắt buộc phải nghe cô ấy đấy. Bì xuy thính tha đợ. Bắt buộc phải kiên trì. Bị suy kiên trì. Bị suy kiên trì. Ngày ngày. Thiên thiên. Thiên thiên. Ngày ngày đến làm cái gì? Thiên thiên lái làm gì? Thiên thiên lái làm gì? Ngày ngày luyện. Thiên thiên luyện. Thiên thiên luyện. Bắt buộc phải kiên trì ngày ngày luyện. Bị suy kiên trì thiên thiên luyện. Bị suy kiên trì thiên thiên luyện. Luyện khí công bắt buộc phải kiên trì ngày ngày luyện. Luyện khí công bị suy kiên trì thiên thiên luyện. Luyện khí công bị suy kiên trì thiên thiên luyện. Bây giờ hãy nghe và nhắc lại cách nói 3 ngày đánh cá, 2 ngày phơi lưới. 3 thiên đả yu, 2 thiên sài wang. 3 thiên đả yu, 2 thiên sài wang. 三天打鱼，两天晒网. 三天打鱼，两天晒网. Biểu đạt nghĩa làm thì ít, nghỉ thì nhiều. Làm việc không thể 3 ngày đánh cá, 2 ngày phơi lưới được. Zuo shi bu neng san tian da yu liang tian shai wang. Zuo shi bu neng san tian da yu liang tian shai wang. Ba ngày đánh cá, hai ngày phơi lưới không được. San thiên đả yu, liang thiên sài wang bù xính. San thiên đả yu, liang thiên sài wang bù xính. Hãy nhắc lại, luyện khí công bắt buộc phải kiên trì ngày ngày luyện.
练气功必须坚持天天练。练气功必须坚持天天练。3 ngày đánh cá, 2 ngày phơi lưới không được. 3 天打鱼, 2 天晒网不行。3天打鱼, 2 天晒网不行。Tôi cũng rất muốn luyện. 我也很想练。Nhưng mà công việc quá bận, không có thời gian. Tại sự công việc thay mắng, mới có thời gian. Tại sự công việc thay mắng, mới có thời gian. Bây giờ hãy nghe và nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Nhẹ, nặng. Chiêng, rộng. Làm phiền, tôi hỏi thăm một chút. Láo giả, 我打听一下. Bến xe buýt. Công cộng chỉ xe trạm. Trình độ tiếng Trung. Hàn ngữ suy bình. Thắng thua. Shu ying. Hai viên thuốc. Liang pian yao. Kết quả ra rồi. Kết quả 出来了. Sao khóc vậy? 怎么哭了? Mấy căn hộ, mấy căn nhà. Chí thảo phán dữ. Hơn 30 mét vuông. 30 đô bình phang mỉ. Vội vàng về. Hoàng khuế cản. Tuy hơi bị đắt một chút. Suy rán quẩy lờ tiả. Hai đề, chỉ hai câu trong đề thi để kiểm tra. Lãng tạo thí. Chết rồi, tồi tệ. Rau cao. Là muốn cười. Chiều sáng xẻo. Khép sách lại, gập sách lại. Khứa sảng su. Cuộc sống ở đây. Trở thành sân khổ. Thức ăn quá ngấy. Xài thải yếu nỉ. Trước giờ không ngủ trưa. Chúng lái bú sủy ủ chào. Học hai tiết học. Sang lẻng chế cửa. Phải đọc thuộc. Yào niên sú. Rất cảm ơn ba mẹ cho tôi cơ hội này. Khấn cảm xe phụ mù gây vỡ trợ cơ chí hội. Khấn cảm xe phụ mù gây vỡ trợ cơ chí hội. Lại kéo dài thêm một năm. Giải yến tráng ỉ nén. Luyện khí công đã luyện bao nhiêu thời gian rồi? Đã luyện bao nhiêu thời gian khí công rồi? Luyện khí công luyện lỡ đua tráng sử dụng lỡ. Luyện lỡ đua tráng sử dụng khí công lỡ.
Không nhất định. Bù ý định. Mấy năm liền rồi. Hào chỉ nén lợ. Một tiếng đồng hồ. Ý cờ trung thấu. Ý cờ xào sứ. Hiệu quả tốt lắm đấy. Hiệu quả thính hào đợ. Có mấy loại bệnh mãn tính liền. Yǒu hǎo jǐ zhǒng màn xìng bìng. Có chỗ tốt. Yǒu hǎo chù. Cao huyết áp, mất ngủ. Cao xì ya, shì mián. Bắt buộc kiên trì ngày ngày luyện. Bị suy kiên trì thiên thiên luyện. 3 ngày đánh cá, 2 ngày phơi lưới. 3天打鱼, 2天晒网.